Mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có diện tích chiều ngang là 9m, dài là 49m, trên đất đã có sẵn 100m² thổ cư. Giá của mình là 420 triệu một mét ngang nha quý anh chị. Lô đất rất là đẹp, vuông vức, phù hợp anh chị nào định cư đầu tư tại khu vực huyện Đức Trọng. Những cái tuyến đường có thể kinh doanh, xây trọ, cho thuê, buôn bán. Đánh giá đất của mình là từ hướng tây em chị, giáp với ngôi nhà bên này, sang bên này là được 9m và dài ra phía sau là 49m nha quý anh chị. Nhược điểm duy nhất hiện tại trên đất là đang thế âm và mình có thể khắc phục được. Giá rẻ hơn thị trường 250 triệu nha quý anh chị. Tất cả những vị trí xung quanh đây đều đang bán với giá dao động từ 550 triệu tới 700 triệu trên một mét ngang nha quý anh chị. Lô đất này hiện tại gia chủ đang cần tiền nên bán với giá rất là rẻ, chỉ 420 triệu một mét ngang thôi quý anh chị ạ. Có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha quý anh chị. Theo hướng này sẽ về thị trấn Liên Nghĩa và khu vực tiện ích của xã Phú Hội. Còn theo hướng này mình sẽ di chuyển đến quốc lộ 20, cách quốc lộ 20 chỉ khoảng 400m thôi. Đầy đủ tiện ích trường, trạm, chợ, ủy ban trong bán kính là 3km nha quý anh chị. Cách ủy ban xã cũng chỉ 2km thôi. Từ vị trí đất mình di chuyển về sân bay Liên Khương là 6,5km và cách với thành phố Đà Lạt là 30km. Hạ tầng đường điện nhà nước hết rồi, dài là 49m, đã trừ lộ giới rồi nha quý anh chị. Phù hợp với anh chị nào mình đang muốn đầu tư tại khu vực huyện Đức Trọng ven thành phố Đà Lạt, khí hậu mát mẻ trong lành, song song đó mình có thể kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê mặt bằng, thì mình có thể tham khảo lô đất này nằm trên mặt tiền đường nhựa chính thống nhất, tuyến kết nối giữa thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội với một mức giá hợp lý. Anh chị nào quan tâm tới vị trí lô đất này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để phần mô tả để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.